Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm thế giới khủng long nhá. Rồi trước mặt các bạn đây có 4 cái con khủng long này. Khủng long ăn cỏ các bạn ạ. Wow, rất là to. Đây là có 3 con khủng long nó đang núp ở trong sau cái hòn đá kìa các bạn ơi. Ui, ở đây lại có một 2 cái con khủng long cổ dài nữa rất là to. Ui, một cái đàn khủng long bay luôn các bạn ạ. Ui, ở cái vũng nước này có 3 con khủng long này này, khủng long nước các bạn ạ. Rồi ở đây thì lại có khủng long cổ dài các bạn ơi. Rất là cao lớn luôn. Rồi chúng nó cõng cả cái con khủng long bay bé bé ở đằng sau nữa này các bạn ơi. Rất là hay luôn các bạn ạ. Rồi ở đây cũng cái đàn khủng long ăn cỏ này các bạn ơi. Wow, ở đây thật là cảnh rất là đẹp luôn, hùng vĩ luôn các bạn ơi. Có một con khủng long bạo này, con này chắc chắn là con khủng long cai quản vùng đất này rồi. Ui, đây là gia đình của nó này. Nó đẻ trứng các bạn ạ. Wow, ui, con này rất là dễ thương các bạn ạ. Ui, chân run run này. Nó rất là hung dữ, trông rất hung dữ luôn các bạn ạ. Còn đây là con bố của nó này, rất là oai phong lẫm liệt luôn các bạn ạ. Trên mỏm đá luôn các bạn ơi. Wow. Ui, cái gì nó chạy chạy qua. Ui các bạn ơi, con ngựa vằn nó chạy qua nhà mình này các bạn ơi. Có cả vài con hươu nữa kìa, nó nhảy rất là cao luôn. Ui, không biết chạy đi đâu mà đông như này. Nó đi kiếm cỏ ăn các bạn ạ. Wow. Ui các bạn ơi, ở ngay trước cửa sân nhà mình có con gì đây. Wow, con khủng long ăn cỏ các bạn ạ. Ui, nó định chui vào trong nhà này. Ui, ở trong này không có cỏ đâu, đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác đi, rồi mình đuổi nó ra chỗ khác nha các bạn ơi. Ui, nó đi rồi kìa. May nó còn biết nghe lời đấy các bạn nhờ. Ui, nó đi rồi, trông to thực sự luôn đấy. Ui, hay là nó lại định sang bên kia ăn cỏ nhờ, bên kia có cỏ kìa. Sang bên kia ăn cỏ đi nhá, được sang bên này. Ui, các bạn ơi, còn to thực sự luôn đấy. Cao hơn cả cái ngôi nhà kia luôn. Ui, cái chú kia đi xe qua gần mà không dẫm bị nhờ. Nguy hiểm quá các bạn ạ. Ui, nó đi đâu này. Ui, nó đứng yên ở đấy luôn này. Ui, không biết nó định làm gì đây. Ui, nó lại quay lại kìa các bạn ơi. Chắc nó đang đi dạo đấy các bạn ạ. Ui các bạn ơi, có một con nó đứng ngay trước cửa nhà mình luôn các bạn ạ. Một con khủng long ba sừng. Ui, con này nó định làm cái gì đây. Ui, nó gầm rất là khiếp luôn các bạn ạ. Ui, mình quay kỹ cái mặt nó cho các bạn xem nhá. Ui, mặt rất to luôn, ba cái sừng nhọn hoắt các bạn ạ. Ui, nó định hút cái xe này các bạn ơi. Ui, đừng làm hại cái xe nha. Ra đây. Ui, nhìn ghê chưa các bạn ơi. Rồi đi ra bên kia đi, ở đây tí thì quên bị cái xe hỏng xe của mình đấy. Ui, nó đi luôn rồi kìa các bạn ơi. Nó không biết nghe các bạn ạ, mình bảo nó đi là nó đi luôn kìa. Ui, ở bên kia cũng có một cái xe nữa, hay nó định sang bên kia, nó hút cái xe bên kia nhờ. Ui, không được, khả năng mình phải sang bên đấy, mình đuổi nó ra ngoài thôi. Nguy hiểm quá các bạn ạ, không là lát nữa là hỏng cái xe đấy. Nào mà định làm cái gì ở đây, khủng long ơi. Đi ra chỗ khác đi, ui nó lại nghe mình, nó lại đi ra chỗ khác kìa các bạn ơi. Nhìn con này ngoan đấy các bạn ạ. Rồi mình lại đi xuống vườn này, mình nghe thấy dưới này có cái tiếng khủng long các bạn ạ. Mình lại tiếp tục đi kiếm khủng long. Ui các bạn ơi, ở dưới này có một cái đàn khủng long bé luôn các bạn ạ. Chắc là con của khủng long T-Rex các bạn ơi. Ui, nó chạy, nó đang kiếm mồi kìa các bạn ạ. Ui, có một con nó tiến lại gần mình này. Ui, con rất là bé nhỏ luôn các bạn ạ. Để mình quay lại gần cho các bạn xem nhé. Đấy, ui, bé như con gà ấy các bạn ạ. Chắc loại này loại bé. Ui, nó đánh nhau kìa các bạn ơi. Mấy con này rất là hiền đấy các bạn ạ, nó không giữ gì đâu. Đấy, ui, con này này, dễ thương chưa các bạn ơi. Bắt một con về nuôi thì rất là hay luôn. Đấy, con này nó quay quẩn đây này các bạn ơi. Không biết làm gì đây. Ha 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 ha